Hi, chào mọi người. Clip này mình giới thiệu mọi người ba cái máy nghe nhạc mình vừa về nha. Đầu tiên là một máy A55 màu đỏ mọi người. Màu đỏ. Chưa mở nguồn lên đó. Tình trạng cũng còn đẹp mọi người ha. Cái này thì nó dơ 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 mặt trước tí xíu để mình xịt xịt sơn lau lại xíu mọi người. Rồi ok. Máy có trần nhẹ đi chút xíu. Sau còn đẹp. Đó, con này kèm cáp sạc giá 2 triệu 4 nha người. Sony A55 máy màu đỏ nha. Tiếp theo là cái con bộ máy màu xanh này, nó mất cái box giấy bên ngoài rồi. Này mà con màu đỏ luôn người. Con này làm DAC được nè người, làm nhận Bluetooth được luôn rồi ha. Bluetooth receiver nè, rất là ngon lành. Tiếp theo con A55 này thì bộ này nó mất cái hộp ngoài rồi, về chỉ có này thôi, giá 2 triệu 7 người. Thì cái bộ này gồm một cái Sony A55 màu xanh mọi người, màu xanh, lưng có hơi chày nhẹ chút xíu, màn hình thì còn đẹp. Bộ này thì có luôn cái tai nghe zin của nó mọi người, tại vì bộ này là bộ HN, có cái tai nghe Sony của nó luôn. Đuôi 3.5 mọi người ha. Bộ tai nghe này sơ cua cái kẹp áo để mọi người, nói chung bộ này thích hợp để mọi người đi chạy bộ, mọi người chơi thể thao gì đó thì cái này nó có dây rồi nó kẹp vô áo luôn, nó không mới rớt. Còn này mấy giấy tờ sách vở phiếu mua hàng bên đó thôi người đó mọi người ha. Bộ này thì 2 triệu 7 mọi người, có luôn cái bộ tai nghe để mọi người kẹp vô, mọi người chơi thể thao mọi người rồi đi chạy bộ cũng được đó, con này chạy bộ được luôn. Và nó rất là nhỏ gọn và nó cũng nhẹ lắm người ha, không có nặng nề đâu, thấy mọi người đó, cũng dùng được DAC giải mã cho laptop PC này, trò chơi nhận Bluetooth được luôn đó. Cộng ra 3.5 đó, bộ này 2 triệu 7 nha mọi người, còn nếu mà lấy máy trần thì cũng 2 triệu 4. Rồi, cuối cùng là một con sorry mọi người, cái này rớt ra. Còn một con để đây chút bỏ vô sau. Này là một bộ Sony A306 mọi người, hàng này là hàng chưa sử dụng người, hàng đấu giá bên siêu thị Nhật về. Màu xanh mọi người ha. Bộ nhớ trong 32 GB, con này thì nó chạy hệ điều hành Android, rất là nhỏ gọn thôi, để mọi người cũng có thể là dùng để chơi thể thao, chạy bộ và di động phát trên ô tô xe hơi cũng tiện ha, tại vì nó có wifi hoặc là dùng trong âm thanh gia đình cũng được luôn. Con này nó một cái con mà rất là tốt trong cái tầm giá mọi người. Và ở thời điểm hiện tại thì dùng cái con này nó ngon hơn cái con với X507, tại vì với X507 hiện tại mọi người cái pin của nó kém lắm rồi, tại vì nó dùng cái Android thấp và nó pin nó cũng lâu rồi, nên là nó không còn trụ được nữa. Còn cái con này là một con mà chưa qua sử dụng mọi người, còn như mới 100%. Màu xanh nha mọi người, màu xanh giá 6 triệu 5 mọi người, đang là cái phiếu mua hàng của nó mọi người. Đây là cái cáp sạc zin của nó rồi ha. Thì với con A55 thì cái thẻ nhớ mà nó nhận tối đa là 512 GB mọi người. Tuy nhiên mọi người mà bỏ 512 GB vô thì thường nó sẽ chạy rất là chậm, tại vì nó loát đó người, nó loát. Còn với con A306 này mọi người, nó nhận được tối đa 1 TB mọi người ha, nó chơi thoải mái mọi người, 1 TB bỏ vô và nó nhận xong rồi nó hoạt động thôi. Đây là cái phần mềm mà Walkman chơi nhạc của nó này. Mọi người nếu mà chưa bao giờ mà nghe cái dòng máy nghe nhạc người, mọi người mới mua về dùng, mọi người sẽ cảm giác là nó sẽ không có hay đâu, nó sẽ không có khác biệt nhiều đâu, tại vì không thể nào mà thấy nó hay hay liền được. Tuy nhiên mọi người cứ thử dùng nó tầm 3 6 tháng, mọi người dùng liên tục thật là nhiều nha, xong rồi mọi người bỏ nó đi, mọi người dùng lại như cũ là dùng qua điện thoại, thì mọi người sẽ thấy được cái sự khác biệt mọi người nha. Lúc đó thì tai mọi người mới nhận ra được cái sự khác biệt người. Còn mới dùng thì sẽ nhiều khi không thấy sự khác biệt đâu. Rồi ok, đó còn ba máy thôi mọi người. Mọi người có nhu cầu mua con nào thì liên hệ mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.